Tối qua ngày 21 tháng 9, ngay khi thực hiện đưa những trường hợp F0 và F1 có liên quan tại khu dân cư Hàng Mạc Tử thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đi cách ly, thì chính quyền và công an phường cùng các lực lượng có liên quan đã khẩn trương triển khai các biện pháp để hỗ trợ người dân thực hiện biện pháp giãn dân nhằm ngăn ngừa những nguy cơ có thể lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu vực này vào tối qua. Ngay sau khi diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo COVID-19 thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu và Ủy ban Nhân dân phường Thuận Phước đã khẩn trương thực hiện vận động, tuyên truyền người dân ở khu vực Kiệt 85, Hàng Mạc Tử đến nơi giãn dân ngay trong đêm. Đúng 21 giờ, công tác giãn dân được chính thức thực hiện. Hiện nay số lượng dân là tổng số là 20 hộ và 63 khẩu. Chúng tôi sẽ thực hiện giãn dân tại trường Trần Phú để đảm bảo thực hiện cái giãn cách an toàn cho người dân trong cái vùng dịch này. Và đặc biệt đó là về cái chính sách thì đảm bảo mọi cái chính sách liên quan như là một khu cách ly, lo cho người dân ăn ở, chỗ ăn, chỗ ở và thực hiện đảm bảo các cái chế độ khác. Để đảm bảo an toàn quá trình thực hiện, người dân được công an phường, cảnh sát khu vực phổ biến về sự cần thiết và quan trọng của việc giãn dân. Toàn bộ các hộ ở kiệt số 85 Hàng Mạc Tử đều hết mực đồng tình. Có hộ chỉ để lại một thành viên trong nhà nhằm tránh việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Đồng thời mỗi người dân được phát đồ bảo hộ và hướng dẫn di chuyển giữ khoảng cách. Đây thì có công an phường, rồi tổ dân phố họ vô cũng hỗ trợ cho người dân ở đây. Thì đem đồ ra này nọ thì cũng để cho người dân một phần an tâm để mà đi đến cái nơi cách ly sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, phường Thuận Phước đã và đang thực hiện việc giãn dân đối với hai khu vực là kiệt số 90 Đông Đa và kiệt 85 Hàng Mạc Tử. Gần 120 người dân ở các khu vực này được bố trí giãn dân tại trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Xác định đây là nhiệm vụ không thể trì hoãn, chính quyền địa phương và công an phường đã lên phương án chuẩn bị cụ thể, chi tiết để người dân thực sự an tâm. Về mặt đảm bảo vấn đề an ninh tự thì chúng tôi sẽ tăng cường lực. Ngoài công tác các đồng chí tham gia trực chốt tại các chốt COVID thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tuần tra 24/24 nhằm đảm bảo an toàn nhất, đảm bảo an toàn cho tài sản của bà con trong thời gian bà con tham gia giãn dân để phục vụ công tác phòng chống dịch. Không để địa phương xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu vực dân cư đông đúc là mục tiêu mà cấp ủy đảng và chính quyền của quận Hải Châu đang nỗ lực hướng đến. Hiện phường Thanh Bình và phường Thuận Phước đã hoàn tất việc giãn dân ở những nơi có nguy cơ cao. Chính sự đồng thuận của người dân sẽ là động lực lớn lao để địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết khác nhằm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh.